tướng Ukraine nêu những cải tiến cần thiết để xuyên thủng phòng tuyến Nga. Tướng Zaluzhny thừa nhận cuộc phản công của Kyiv đang bế tắc và nêu những khía cạnh nước này cần như tăng cường năng lực trên không và tác chiến điện tử. Tờ Economist hôm 1 tháng 11 dẫn lời Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết chiến dịch phản công của Ukraine đang ở tình trạng bế tắc và Kyiv cần bước nhảy vọt về công nghệ để phá vỡ tình thế hiện tại. Rất có thể sẽ không có bước đột phá sâu và ấn tượng nào cả, tướng Ukraine nhấn mạnh. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn hồi đầu tháng 6. Song tốc độ được đánh giá không như mong đợi do phải đối mặt với các phòng tuyến kiên cố và ưu thế trên không vượt trội của Nga. Theo ông Zaluzhny, kế hoạch ban đầu của Ukraine là tiến khoảng 30 km một ngày, tuy nhiên thực tế lực lượng nước này mới chỉ tiến được 17 km sau gần 5 tháng phản công. Tư lệnh Ukraine kêu gọi Mỹ cung cấp cho Kyiv các công nghệ, vũ khí hiện đại hơn để tăng cường sức mạnh không quân, pháo binh và nâng cao năng lực tác chiến điện tử, rà phá mìn. Để thay đổi tình thế trên chiến trường, Ukraine cần phải được bổ sung công nghệ, khí tài để nâng cao năng lực tác chiến trên không. Mặt trận mà Nga chiếm ưu thế vượt trội. Việc kiểm soát được bầu trời là yếu tố quan trọng để tạo điều kiện cho các chiến dịch lớn trên bộ, tướng Ukraine nhấn mạnh. Theo ông, Kyiv cũng cần được tăng cường năng lực tác chiến điện tử, do đây là chìa khóa để chống lại chiến thuật sử dụng máy bay không người lái, UAV. Tướng Ukraine cho biết khoảng 65% thiết bị gây nhiễu của nước này đã lạc hậu, trong khi Nga những năm gần đây đẩy mạnh hiện đại hóa lĩnh vực này, phát triển thêm ít nhất 60 thiết bị mới. Zaluzhny thêm rằng Kyiv cần phải được tình báo phương Tây hỗ trợ nhiều hơn. Ông nhận định Ukraine cần bổ sung công cụ để tăng độ chính xác cho hỏa lực. Ukraine cần xây dựng hệ thống GPS sử dụng anten trên mặt đất thay vì chỉ sử dụng vệ tinh để làm cho đạn pháo được dẫn đường chính xác hơn khi đối mặt với hoạt động gây nhiễu của Nga. Zaluzhny mong muốn các đối tác cung cấp thiết bị trinh sát pháo binh tốt hơn để có thể xác định vị trí của quân Nga. Công nghệ rà phá mìn cũng rất quan trọng, do Nga đã gài mìn với mật độ dày đặc, từng khiến Ukraine tổn thất một lượng lớn xe tăng, thiết giáp trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công. Ông Zaluzhny cũng nhấn mạnh cần phải xây dựng lực lượng dự bị để có thể bổ sung nhân lực cho tiền tuyến. Theo tướng Ukraine, nếu Kyiv không thể tự phát triển hoặc được cung cấp vũ khí hiện đại hơn, chiến sự ở nước này sẽ tiếp tục kéo dài. Chúng tôi không thể thắng cuộc chiến này bằng cách dùng vũ khí thế hệ cũ và các phương pháp lỗi thời, ông Zaluzhny nói. Điều đó sẽ dẫn đến sự chậm trễ và cuối cùng là thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1 tháng 11 tuyên bố Ukraine đang thua cuộc dù nhận được viện trợ lớn về vũ khí từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Ông nói rằng phòng không Nga tháng trước đã thực hiện 1.400 lần đánh chặn khí tài Ukraine, trong đó có 37 máy bay và 6 tên lửa lục quân chiến thuật, ATACMS. Loại vũ khí Kyiv kỳ vọng có thể giúp thay đổi tình thế trên chiến trường. Bộ trưởng Shoigu hôm 30 tháng 10 cũng cho biết Ukraine đã mất tổng cộng hơn 90.000 lính, 600 xe tăng và gần 1.900 thiết giáp các loại sau gần 5 tháng phản công, đồng thời nhấn mạnh Kyiv chưa đạt được bất kỳ thành công đáng kể nào về chiến thuật. Ukraine không bình luận về thông tin của Nga, song sau đó nói Moskva đã mất hơn 300.000 binh sĩ, 5.200 xe tăng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự hồi tháng 2 năm ngoái. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.